Đây là không khí sôi nổi của các học sinh trong một buổi ngoại khóa đặc biệt tại Bảo tàng Công an Nhân dân với chủ đề Hành trang đương đầu giặc lửa. Bên cạnh tham quan, nghe thuyết minh, hoạt động khiến các em hứng thú hơn cả là những trải nghiệm thực hành do chính các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trực tiếp hướng dẫn. Thế tụi các con cái bình chữa cháy này nó nhắn khí vào với áp suất là -79°C. Là một là chúng ta cầm ở dưới đáy bình, hai chúng ta có thể cầm nó phun. Chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an để có những cái nghiệp vụ, những cái hướng dẫn cụ thể và nó sinh động, giúp cho học sinh sinh viên có thể nhận diện và tiếp thu nó hiệu quả hơn để áp dụng ứng dụng trên thực tế. Hoạt động ngoại khóa giáo dục về phòng cháy chữa cháy đã được nhiều trường học chú trọng và tổ chức thường xuyên trong thời gian gần đây. Những cách làm sáng tạo, phối hợp với các cơ quan công an và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đồng thời được triển khai, đem lại cho học sinh nhiều trải nghiệm thực tế. Nay con thích hoạt động nhất là phòng chống chữa cháy và cứu người. Con thì thích cái hoạt động là được xem lý thuyết và có những cái thông tin về phòng cháy chữa cháy ạ. Trước đây con vẫn chưa biết sử dụng bình cứu hỏa nhưng hôm nay các chú hướng dẫn thì con đã biết sử dụng rồi ạ. Tăng cường giáo dục và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh là việc làm thiết thực. Khi mọi người cùng có ý thức và có kỹ năng phòng chống cháy nổ thì những sự cố và các vụ tai nạn đáng tiếc sẽ hạn chế xảy ra.